Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì cái tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với các bạn đó là đã có một cái loại nấm gây ra cái bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn Salmonella ở trên 10 tiểu bang của nước Mỹ. Thì như là chúng tôi cũng đã có dịp chia sẻ với các bạn về cái vi khuẩn Salmonella trong những cái video trước đó. Thì cái vi khuẩn này nó sẽ tạo cho những người bị nhiễm những cái triệu chứng như là bị tiêu chảy này, bị sốt và thậm chí là có thể tử vong. Thì CDC của Mỹ và chính quyền của liên bang Mỹ đang đưa ra một cái cảnh báo về một cái loại nấm khô. Cái nấm khô này có thể khiến cho người ăn bị nhiễm cái khuẩn Salmonella. Thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã cho biết rằng có hơn 40 người đã bị bệnh và 4 người đã phải nhập viện vì bị nghi là do sử dụng một loại nấm khô. Thì cái loại nấm này đã được sản xuất bởi một công ty có tên là Wismetac Asian Food. Và công ty này có trụ sở tại Los Angeles thuộc tiểu bang California. Thì các giới chức cảnh báo rằng những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn Salmonella này thì đã xuất hiện tại ít nhất là 10 tiểu bang có liên quan đến nấm sấy khô của công ty này. Và những cái tiểu bang mà có những cái trường hợp nhiễm khuẩn đó là Arizona, California, Connecticut, Georgia, Illinois, Louisiana, New Jersey, New York, Pennsylvania và Wisconsin. Hiện tại thì cái công ty Wismetac Asian Food này đang tiến hành thu hồi toàn bộ số nấm khô có nhãn hiệu là Shirakiku. Thì ai mà mua cái nấm mà có cái nhãn hiệu Shirakiku, thường thường là cái nấm gọi là nấm đông cô, nó được sấy khô đó các bạn. Thì cái nấm này nó được phân phối cho những cái nhà hàng cũng như là những cái tiệm bán trong một cái túi lớn nặng khoảng 5 pound. Và đồng thời thì giới chức cũng có cảnh báo những nhân viên của nhà hàng á, thì nên kiểm tra kỹ những cái thực phẩm và không nên chế biến cái loại nấm này nữa. CDC cũng cho biết là hầu hết những cái người mà bị nhiễm khuẩn Salmonella đó thì sẽ có những cái triệu chứng như là tiêu chảy, sốt và co thắt dạ dày từ 6 giờ đến 6 ngày sau khi mà bị nhiễm vi khuẩn này. Và các triệu chứng này thường kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Và thường thường á, thì người nào khỏe có thể vượt qua được á, thì tự khỏi mà không cần tới bệnh viện. Tuy nhiên những người yếu, sức đề kháng không tốt á, thì cái vi khuẩn Salmonella này nó cũng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí là gây ra tử vong ở trẻ nhỏ, ở người già yếu và những người có hệ miễn dịch bị suy yếu. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ở tiểu bang Texas, thì ở cái khu vực gần Houston đã có một cái cảnh báo là nước máy ở trong cái khu vực này có thể sẽ bị nhiễm một cái sinh vật có tên là Neisseria fowleri, và sinh vật này có thể tấn công màng não. Hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 9 thì Ủy ban về môi trường thuộc tiểu bang Texas đã thông báo rằng nguồn nước mà được sử dụng bởi nhà máy nước Brazos Park có thể đã bị nhiễm vi sinh vật có tên là Neisseria fowleri. Cộng đồng dân cư ở những khu vực lân cận thành phố Houston cũng được khuyến cáo là không nên dùng nước máy để sinh hoạt cho bất cứ việc gì ngoại trừ cái việc mà cọ rửa bồn cầu, vì rất có thể là nguồn nước này đã bị nhiễm. Thì bây giờ chưa rõ cụ thể những khu vực nào bị ảnh hưởng bởi nguồn nước nhiễm cái vi sinh vật này. Ban đầu thì chỉ xác định được những khu vực mà có nguồn nước bị ô nhiễm, gồm có Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clutter và Rosenberg, cùng là khu Dow Chemical Freeport và khu nhà tù tiểu bang Clemens cũng như Wayne Scott. Tuy nhiên vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 9 thì giới chức địa phương đã đính chính thông tin và thông báo rằng chỉ có Lake Jackson là khu vực bị ảnh hưởng. Cư dân ở các khu vực nói trên được khuyến cáo là không dùng nước máy vào bất cứ việc gì ngoại trừ là để làm sạch bồn cầu. Hiện tại thì vẫn chưa rõ khi nào thì nhà máy nước Brazos Park sẽ hoàn tất việc tẩy rửa,
khử khuẩn nguồn nước để người dân có nước sinh hoạt trở lại. Nguyên nhân khiến cho nguồn nước của nhà máy này bị nhiễm vi sinh vật vẫn chưa được tiết lộ, và được biết thì nhà máy này lấy nước từ con sông Brazos. Nếu để vi sinh vật này xâm nhập vào cơ thể con người thì nó sẽ gây ra chứng bệnh hiếm thấy và cũng rất nguy hiểm, gọi là primary amoebic meningoencephalitis. Nếu như không được chữa trị kịp thời thì người bị nhiễm sẽ có nguy cơ tử vong cao. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cũng tại tiểu bang Texas, một người gốc Việt đã bị bắt vì tình nghi là ăn trộm khi mà thấy xe BMW đậu bên đường và anh ta lái đi để tìm chủ xe để mà trả lại chiếc xe này. Thì vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9, lực lượng cảnh sát Combi thuộc tiểu bang Texas đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông gốc Việt vì nghi ngờ người này đã đánh cắp một chiếc xe hơi hiệu BMW đời mới. Được biết là trong khi di chuyển từ Plano trên xa lộ I-30, Peter Nguyễn Bắc Sơn đã bị cảnh sát Combi chặn lại, yêu cầu dừng xe vì nghi ngờ chiếc BMW đời 2020 mà Peter điều khiển là xe ăn cắp. Sau khi xuống xe và được yêu cầu xuất trình giấy tờ thì Peter đã không thể đáp ứng được yêu cầu của cảnh sát và thanh minh rằng anh tìm thấy chiếc xe với chìa khóa ở bên trong mà không biết ai là chủ nhân của chiếc xe này, nên anh quyết định sẽ lái xe để đi tìm kiếm người chủ và trả lại xe. Cảnh sát đã xác định chiếc xe này được đăng ký tại tiểu bang Tennessee và không thuộc quyền sở hữu của Peter. Sau đó thì họ đã tiến hành bắt giữ Peter vì vi phạm luật sử dụng phương tiện trái phép và đưa anh vào nhà tù Hopkins County Jail để giam giữ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hàng nghìn người đã biểu tình tuần hành để ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Hàng nghìn người đã tập trung tại công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington để cầu nguyện và ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cuộc tuần hành đã kéo dài từ đài tưởng niệm Lincoln đến điện Capitol và tòa nhà Quốc hội Mỹ, đã được tổ chức vài giờ trước khi Tổng thống Trump chính thức công bố đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao. Chỉ một số người trong đám đông đeo khẩu trang, một số đội mũ có dòng chữ "Hãy làm nước Mỹ thần thánh trở lại", một cách chơi chữ từ khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đến tham dự sự kiện này. Nhiều người trong đám đông dường như là sinh viên của Đại học Liberty ở Virginia và những người biểu tình sau đó đã cầu nguyện tại chân đài tưởng niệm Washington trong lúc họ tuần hành. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Rep. Franklin Graham, là một nhà truyền giáo bảo thủ nổi tiếng và cũng là người ủng hộ cho Tổng thống Trump. Truyền thông ước tính có hàng nghìn người tham gia tuần hành, song các nhà tổ chức khẳng định là khoảng 50.000 người đã tham gia, khiến đây trở thành một trong những cuộc tụ tập lớn nhất trên toàn quốc kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Thẩm phán Barrett là một người 48 tuổi, đã được Tổng thống Trump đề cử vào tòa án tối cao để thay thế cho cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, người đã qua đời vì ung thư ở tuổi 87 hôm 18 tháng 9. Barrett được các nhà hoạt động chống phá thai và các đồng minh của Tòa Bạch Ốc coi là một lựa chọn đáng tin cậy để nghiêng thêm cán cân về phe bảo thủ trong tòa án tối cao, tiếp thêm sức mạnh cho những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump theo đạo Cơ Đốc bảo thủ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì đã có những lý do có thể khiến cho người Việt nhập cư vào Mỹ dễ bị từ chối xin quốc tịch Hoa Kỳ. Thì người nhập cư cần phải trải qua một thời gian và một cái quá trình để thích nghi cũng như là đóng góp tích cực vào trong cuộc sống tại nước Mỹ trước khi mà họ có thể nộp đơn xin nhập tịch vào Mỹ. Dưới đây là một vài lý do mà phổ biến nhất giải thích là tại sao những người có thẻ xanh hay là thường trú nhân có thể bị từ chối để có thể đạt được quốc tịch của Mỹ. Trước khi mà điền đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là mẫu N-400 thì điều quan trọng là phải bảo đảm rằng bạn phải có đủ các yêu cầu về quyền công dân để bảo đảm bạn có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Là công dân Hoa Kỳ rồi thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều khoản trợ cấp của chính phủ và được bảo vệ khỏi bị trục xuất khỏi Mỹ, có thể đòi quyền và nghĩa vụ của công dân bản xứ và hơn thế nữa. Tuy nhiên, các yêu cầu đặt ra
cũng càng ngày càng tăng khi mà tài liệu 4 trang bây giờ đã đăng tăng lên được 21 trang dài. Lý do bị từ chối nhập tịch Hoa Kỳ thì là không tuân thủ các tiêu chuẩn về nhân cách đạo đức tốt. Bằng chứng đạo đức tốt phải được cung cấp bởi những người có thẻ xanh để tiến hành bước tiếp theo. Và Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS, đề cập đến hành vi của một người nộp đơn trong suốt 5 năm trước khi mà nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Để xác định liệu một người nộp đơn thì USCIS sẽ tiến hành việc kiểm tra lý lịch hình sự để xem họ có lừa dối trong quá trình nhập quốc tịch hay không. Ngay cả những sai lầm vô ý về hình thức của bạn có thể gây ra một sự chậm trễ và nghiêm trọng hơn. Đơn xin quốc tịch của bạn có thể bị từ chối nếu họ phát hiện thấy bất kỳ bằng chứng hoặc là một thông tin do bạn cung cấp mà không đúng sự thật. Các vấn đề sau đây là một số nguyên nhân có thể gây ra việc từ chối. Bạn có lịch sử dùng thẻ xanh giả mạo, bạn không nộp thuế, bạn trốn thuế, không trả tiền cấp dưỡng nuôi con, có hồ sơ phạm tội hình sự, một số sai sót khi bạn viết đơn đăng ký quốc tịch. Lý do bị từ chối nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ là không đăng ký dịch vụ quân dịch. Nếu bạn là nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 26 thì bạn phải đăng ký trong một cái hệ thống để mà xin làm cái nhiệm vụ là dịch vụ quân dịch. Đây là tiến trình do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ quy định, bắt buộc tất cả nam thường trú nhân đang sinh sống tại Hoa Kỳ và đang trong độ tuổi từ 18 đến 25 phải ghi danh quân dịch. Ghi danh không có nghĩa là bạn sẽ phải tham gia quân đội, mà chỉ là thông tin mà chính phủ cần lưu giữ. Và để có đủ tư cách để trở thành công dân Hoa Kỳ thì những người có quốc tịch phải sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ đất nước của mình và hiến pháp. Đăng ký dịch vụ sẽ bổ sung tên của bạn vào danh mục sử dụng trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Nếu không ghi danh thì điều gì sẽ xảy ra? Thì bạn có thể là sẽ bị phạt lên đến 250.000 đô la tùy theo từng trường hợp. Có thể bị chính phủ liên bang từ chối các quyền lợi dành cho thường trú nhân như là trợ cấp, ghi danh, xin thi quốc tịch Hoa Kỳ, xin tiền học, xin thẻ xanh. Để có một cái hướng dẫn đăng ký Selective Service, tức là đăng ký quân dịch đó, thì cách một là điền form tại bưu điện rồi gửi đi. Cách thứ hai là dùng số an sinh xã hội và đăng ký online tại sss.gov. Nếu đăng ký bằng bưu điện thì sau 8 tuần sẽ nhận được thư xác nhận và phải cất kỹ thư này để dùng cho việc thi quốc tịch. Một số lưu ý là có thể đợi số an sinh xã hội về rồi điền form rồi gửi đi. Nếu gửi form trước khi có số an sinh xã hội thì sau khi nhận được thư xác nhận sẽ phải gọi một cái số là 1-847-688-6888 và dùng các thông tin cá nhân và select service number để cập nhật hóa số an sinh xã hội. Dùng phần đầu của thư để điền số an sinh xã hội vào rồi gửi đến Selective Service System PO Box 94739 Palatine, Illinois 60094 -4739. Và tên phải giống như trên visa. Lý do bị từ chối nhập tịch Hoa Kỳ là không thành thạo tiếng Anh. Để có quốc tịch Hoa Kỳ thì bạn phải có trình độ thông thạo về nói, đọc và viết tiếng Anh và phải thực hiện một bài kiểm tra về lịch sử luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với những người nộp đơn trên 55 tuổi với 15 năm làm thường trú hợp pháp thì chỉ phải làm một bài kiểm tra về lịch sử và luật pháp Hoa Kỳ mà không phải làm bài kiểm tra về trình độ ngôn ngữ. USCIS cũng cho phép người nộp đơn có cơ hội thứ hai trong lần kiểm tra này trong vòng từ 60 đến 90 ngày sau lần kiểm tra đầu tiên nếu cần. Những người nộp đơn không vượt qua một trong hai hoặc cả hai bài kiểm tra này sau lần thứ hai của họ phải bắt đầu lại và nộp đơn mới. Sở Nhập cư và Dịch vụ Di trú Hoa Kỳ cho biết rằng trở thành một công dân Hoa Kỳ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng điều quan trọng là phải giữ nguyên tắc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người công dân Hoa Kỳ, trở thành một phần có ích cho đất nước. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tòa nhà chọc trời
ở New York có tên là Empire State đang gặp khó khăn vì đại dịch. Thì những chuyên gia về bất động sản cho biết là tòa nhà chọc trời này thì đang bị xuống dốc bởi vì thứ nhất là cái lượng khách du lịch đến đây nó giảm. Thứ nhì là những người mà thuê văn phòng trong cái tòa nhà chọc trời này đó, họ đã không còn thuê nữa mà họ đã di chuyển đi nơi khác. Thường thường thì họ đi di chuyển ra những cái nơi xa hơn ở trung tâm thành phố New York như là vùng ngoại ô, để họ có thể thuê được những cái văn phòng, những cái cơ sở rẻ hơn. Mà phần lớn những cái người mà thuê những cái văn phòng ở trong cái tòa nhà chọc trời này là những cái công ty kinh doanh có quy mô nhỏ. Mà những cái công ty mà kinh doanh quy mô nhỏ này là họ đã gặp rủi ro rất là nhiều trong cái thời kỳ mà suy thoái kinh tế tại Mỹ vì đại dịch xảy ra. Và có thể nói là cái việc kinh doanh của cái tòa nhà chọc trời này đã bị thất thoát một cái lượng doanh thu rất là lớn. Bởi vì thứ nhất là lượng du khách giảm, thứ nhì là cái lượng mà người thuê văn phòng đã không còn nhiều như trước nữa. Thì để vượt qua cái quãng thời gian khó khăn này đó, thì bây giờ chỉ còn có cách là cho thuê những cái văn phòng này rẻ hơn, hoặc là phải vay được những cái khoản mà lãi suất thấp để mà điều hòa lại hoạt động của cái tòa nhà chọc trời này. Thì những cái nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán á, cũng đang rất là lo ngại trước cái tình trạng mà kinh doanh xuống dốc của tòa tháp chọc trời này. Các bạn cũng đã biết là giá cổ phiếu của cái tòa nhà Empire State này đã lao dốc trong vòng 6 tháng trở lại đây, và đã biến cái công ty này trở thành cái doanh nghiệp có tình trạng hoạt động tệ nhất trong số những cái chủ sở hữu của những tòa nhà chọc trời tại New York. Thông thường thì cái quỹ bất động sản Empire State đã nhận được là hơn 40% doanh thu từ cái tòa nhà này, và công ty này đã lỗ tới 19,6 triệu đô la trong quý 2 năm 2020. Con số này thậm chí còn lớn hơn là doanh thu 18,9 triệu đô la trong cả năm 2019. Thì sự thất thoát cái nguồn thu chủ yếu là do lượng khách tham quan cái đài quan sát của Empire State đã giảm mạnh. Trong năm 2019 thì tòa tháp chọc trời này đã đón là 3,5 triệu lượt người khách đến xem. Nhưng trong quý 2 của năm 2020 thì chỉ còn có 86.000 khách du lịch đến thăm tòa nhà xây dựng từ năm 1931 này. Và một số nhà đầu tư thì dự đoán rằng lượng khách tham quan của Empire State này sẽ còn giảm mạnh trong tương lai, bởi vì có một cái sự cạnh tranh đến từ các đài quan sát mới như là Hudson Yards hay là One Vanderbilt ở Manhattan. Dù là không thể phủ nhận rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã ảnh hưởng hầu hết đến những cái văn phòng cho thuê tại Manhattan, nhưng mà cái tòa tháp biểu trưng của New York này đang có những cái sự chuyển biến nhất định. Bên cạnh là những cái việc doanh nghiệp nhỏ dễ đi vào ngõ cụt và ngừng hoạt động khi mà gặp khủng hoảng, thì thực tế là tòa tháp chọc trời này đã được xây dựng gần 90 năm trước và là một cái mối bận tâm đối với các nhà đầu tư. Cho nên là các nhà phân tích chứng khoán là John Kim tại BMO Capital Market cho biết là những cái tòa nhà mà lâu đời và mang tính biểu tượng thì thường gặp phải một cái sự cạnh tranh gay gắt đến từ các cái tòa nhà mới xây dựng và có chi phí cho thuê là rẻ hơn. Những cái sự suy thoái thì thường là nó đi kèm với sự sụt giảm chất lượng của các tòa nhà. Ông Kim này ông nhận định như vậy. Tuy vậy thì chủ sở hữu của tòa tháp này cũng đã bắt đầu tiến hành giải quyết một số vấn đề đối với tòa nhà biểu trưng cho New York này. Ban giám đốc cho biết là công ty sẽ chi khá nhiều tiền cho việc bảo dưỡng và cải tạo tòa nhà trong suốt 10 năm qua, giúp cho tòa nhà này tiết kiệm được năng lượng hơn và bổ sung những cái bộ lọc không khí tiên tiến, lắp đặt những hệ thống thang máy cao cấp và nhiều công nghệ hiện đại khác, cũng giúp để loại bỏ vi khuẩn khỏi không khí bên trong tòa nhà. Và Empire State này cũng đã hoàn thành một cái việc cải tạo đài quan sát trị giá là 165 triệu đô la và cho biết là dịch vụ tham quan sẽ mở cửa trở lại bình thường vào năm 2022. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì không chịu được cám dỗ của đồng tiền, một cảnh sát ở Los Angeles thuộc sở cảnh sát viết tắt là LAPD đã lén lấy tiền trong một nơi trồng cần sa khi tới đây làm nhiệm vụ. Thì hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9, biện lý của Los Angeles County thuộc tiểu bang California cho biết một cảnh sát thuộc sở cảnh sát Los Angeles đã bị bắt với cáo buộc ăn cắp tiền
khi đang làm nhiệm vụ tại một nơi trồng cần sa bất hợp pháp. Danh tính của viên cảnh sát này là Luis Alfredo Mota, 46 tuổi. Ông đã bị truy tố một tội danh đại hình trộm cắp và một tội danh tiểu hình ăn cắp vặt. Mota đã bị chính những đồng nghiệp ở trong sở cảnh sát tiến hành bắt giữ vào hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 9. Mặc dù đã bị tạm giam, nhưng ông Mota có thể được tại ngoại mà không phải đóng tiền phí là $50,000. Theo luật tại ngoại dành cho các tội nhẹ, không liên quan tới bạo lực trong mùa đại dịch. Trước đây thì ông Mota đã bị bắt lần đầu vào ngày 27 tháng 1 đầu năm nay vì hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Mota đã lấy tiền tại một nơi trồng cần sa bất hợp pháp khi ông tham gia nhiệm vụ kiểm tra nơi này. Ngay sau khi bị bắt thì ông Mota đã được thả ra cùng ngày và hứa sẽ có mặt tại mọi phiên tòa. Phía cảnh sát cho biết rằng họ đã tước phù hiệu, súng và thẻ cảnh sát của ông ta khi tiến hành bắt giữ ông vào ngày 24 tháng 9. Mặc dù đã được tại ngoại, nhưng ông Mota vẫn phải chịu quản chế khi cảnh sát tiến hành điều tra, thu thập thêm chứng cứ cho đến ngày ra tòa. Dự kiến là phiên tòa xét xử ông Luis Alfredo Mota sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 và rất có thể là ông sẽ phải chịu bản án 3 năm tù giam. Và đó là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.